Nếu Hà Nội có cà phê trứng trứ danh thì có thể xem cà phê Vợt là một trong những điểm nhấn đầy thú vị của Sài Gòn. Loại hình cà phê này có nguồn gốc từ Trung Hoa, tại Việt Nam thì xuất hiện ở khu chợ lớn, khu vực có đông người gốc Hoa sinh sống, rồi từ đó trở nên phổ biến. Một trong những quán cà phê Vợt nổi danh bậc nhất chốn Sài Thành chính là cà phê Ba Lù, tồn tại đã hơn 60 năm, nằm trong chợ Phùng Hưng, quận 5. Cô quán cà phê Vợt ở đây là khoảng 70 năm rồi, cô là lần thứ hai, ba cô là trò chuyện cho cô, ba cô là người sáng lập ra. Cà phê vợ của cô là không có giống cà phê viên, là cà phê nguyên chất 100%, là cà phê sạch, là chỉ có bơ, rượu, muối thôi. Cà phê Ba Lù không chỉ thu hút thực khách bởi cách pha cà phê bằng Vợt, mà còn bởi cách rang cà phê độc đáo có 102. Những nẻ cà phê nguyên chất thơm phức được rang theo cách thủ công truyền thống, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất cầu kỳ, đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của người rang cà phê. Nào là nhìn lửa, xem hướng khói, cảm nhận mùi cà phê, tất cả chỉ một mục đích là mang lại những ly cà phê chất lượng nhất đến khách hàng. Anh bán cà phê đây được tính giờ đếm ra đợi cho anh là 70 năm, anh thì 30 năm. Ở nhà toàn tự làm không mà, tự gan sai đồ không mà. Thấy không? Cà phê toàn là nguyên chất không. Cái Vợt là bây giờ phải đặt người ta ấm thì ở nhà xưa tới giờ rồi, trên 30 năm nữa. 100 năm á. À, dạ lần đầu tiên ạ. Em thấy quán Ba Lù là một trong những quán mà có tuổi đời lâu nhất. Cà phê Ba Lù có bơ với lại rượu, thì theo em thì đây có một điểm rất là đặc sắc của cà phê ở Sài Gòn. Cái vị thanh nhất định với lại có một cái vị bùi của bơ, thơm béo của bơ, cho nên là em cảm thấy rất là thích. Trên Sài Gòn mình có rất nhiều quán cà phê, đa số là những quán cà phê người ta bán phong cảnh rồi cái khung cảnh xung quanh, còn ở đây thì người ta vẫn giữ một cái nét riêng cũ người ta từ xưa tới nay. Và 60 năm rồi thì người ta vẫn giữ như vậy thì em thấy cái điều đó rất là lạ và mới đối với những người trẻ như tụi em. Vị cà phê ở đây nó khác những vị khác là nó không có vị chua nhiều nhưng mà nó vẫn có một vị đắng vừa phải, nên là em nghĩ là nó phù hợp. Uống khoảng 70 năm nữa. Sáng sớm là 5 giờ tới đây, chiều là 2-3 giờ, nhưng mà đa số là ngày 2 ly đó. Cái thấy mà sai bằng tay như vậy đó, thời gian người ta thấy cũng như là hơi lạ lạ vậy thôi. Thực tế cũng không có gì, nhưng mà nếu mà nói về cà phê uống á, uống về cà phê á, thì uống cái này cái chất lượng tốt hơn cái ô hoài. Nó có ba cái quá chắc vô. Vị cà phê Vợt hơi nhẹ, có người bảo nó giống như trà sữa, nhưng bù lại rất thơm, lại an tâm đây là cà phê nguyên chất. Quán không có wifi nên mọi người sẽ có nhiều thời gian trò chuyện với bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là ngồi thưởng thức cà phê, tìm hiểu nét văn hóa Sài Gòn xưa qua những cuộc trò chuyện với chủ quán. Nếu mọi người đã chán kiểu uống cà phê máy lạnh, wifi check-in sang chảnh, thì cà phê Vợt sẽ là một lựa chọn thay thế thú vị, đáng để trải nghiệm. Thì cái máy rang này thì cũng ở nhà mình đặt người ta làm, xài mấy cái bơ ở nhà chúng là xài mấy cái bơ Pháp. Bây giờ nguồn khách hàng của cô rất đa dạng, già trẻ có hết, và giới trẻ đến với cô cũng đông. Lớp trẻ bây giờ tính lên là thay thế cho mấy ông cụ già, là cô rất là vui. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you.